Dự báo thời tiết ngày 17 tháng 10, cảnh báo có mưa diện rộng ở cả ba miền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17 tháng 10, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm ngày 17 tháng 10, khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối ngày 16 tháng 10 đến ngày mai ngày 17 tháng 10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 80mm trên 6 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 17 tháng 10 năm 2024. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, tối có lúc có mưa rào, sau không mưa, chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió đông bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tháng 10 còn bao nhiêu đợt không khí lạnh? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, dự báo khả năng còn xuất hiện khoảng 1 đến 2 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, cường độ không khí lạnh đầu mùa thông thường sẽ ở mức trung bình nên chỉ có thể gây trời lạnh về đêm và sáng ở khu vực đồng bằng và vùng núi rét về đêm và sáng sớm. Dự báo nền nhiệt độ trung bình tháng 10 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 đến 1 độ C, nhưng có khả năng thấp hơn so với tháng 10 năm 2023. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nền nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 đến 2 độ C. Không khí lạnh xuất hiện vào thời điểm này hầu như sẽ gây mưa bởi vì tranh chấp giữa các khối khí nóng và khối khí lạnh. Mưa sẽ tương đối lớn, có thể kèm theo dông lốc sét và gió giật mạnh. Sau đó, khi không khí lạnh di chuyển sâu xuống, thời tiết nhanh chóng chuyển sang trạng thái khô ráo. Theo thông tin, mưa trong thời gian tới chỉ do sự xuất hiện của không khí lạnh nên khả năng vẫn có mưa dông, thậm chí mưa dông mạnh. Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, thông thường chỉ 1 đến 2 ngày. Vì vậy, Bắc Bộ căn bản sẽ không còn các đợt mưa quá lớn và kéo dài nữa. Cao điểm mưa trong tháng 10 và tháng 11 sẽ tập trung ở khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vài giờ qua, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định và Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Châu Bình 60,4mm Nghệ An, Hồ Đông Chùa 31,6mm Thanh Hóa, Lộc Thành, Bảo Lâm 88,8mm, Lộc Ngãi 47,8mm Lâm Đồng, Vĩnh An 82,2mm Bình Định, Gia Huynh 67mm, Suối Kiết 41,2mm Bình Thuận. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần như bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 3 cho đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 cho đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều huyện. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp đến tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm ngẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Nhiều siêu bão có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo Bloomberg, trong những tháng tới, Việt Nam và Đông Nam Á có thể chứng kiến lượng mưa cao hơn bình thường, đe dọa gây thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng công nghiệp tại khu vực đã hứng chịu một loạt cơn bão vào năm 2024. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán lượng mưa cao hơn bình thường từ Philippines đến Việt Nam từ nay đến tháng 11, phần lớn là do hình thái La Nina, hiện tượng di chuyển nước ấm về phía Tây Thái Bình Dương và mang lại nhiều mưa hơn. Mưa nhiều hơn có thể cản trở các nỗ lực phục hồi ở Việt Nam, nơi đã bị siêu bão số 3 Yagi tấn công vào tháng 9, cơn bão tồi tệ nhất tàn phá Việt Nam trong nhiều thập kỷ, thiệt hại tới 40.000 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, Việt Nam sẽ có lượng mưa cao hơn mức trung bình, bao gồm cả ở miền Bắc, miền Trung có khả năng chứng kiến tới 5 trận lũ lụt cho đến tháng 3 năm sau. Theo ông Takahisa Nishikawa, trưởng nhóm dự báo của The Weather Company, Việt Nam có thể hứng chịu nhiều cơn bão hơn bình thường cho đến tháng 4 năm sau, có khả năng gây mưa lớn với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự đoán có 60% khả năng xảy ra hiện tượng La Nina vào cuối năm 2024. Nhiệt độ bề mặt biển ấm hơn cũng góp phần vào sự phát triển của các cơn bão. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Singapore cho thấy khí hậu ấm lên dự kiến sẽ làm tăng khả năng hình thành và tăng cường bão gần bờ biển Đông Nam Á như Biển Đông. Khi nào miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính nhưng dần về pha lạnh. Không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh từ tháng 12 gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Nhiệt độ trung bình tháng 11 năm 2024 trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Ngoài ra, từ tháng 11 năm 2024 tới tháng 1 năm 2025, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn nhiều năm. Trung bình mỗi năm, Biển Đông có khoảng 2,8 cơn bão, áp thấp đổ bộ. Dự báo, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền tập trung nhiều ở Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, đề phòng khả năng hình thành ngay trên Biển Đông. Cùng đó, các đợt mưa lớn sẽ xuất hiện tại Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11 năm 2024. Mùa mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ, cuối tháng 12 năm 2024 tại Trung và Nam Trung Bộ. So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ trong tháng 11 năm 2024 phổ biến xấp xỉ. Một số nơi ở vùng núi thấp hơn 10-20%. Tháng 12 năm 2024 tới tháng 1 năm 2025 phổ biến từ 10-35mm. Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 11 năm 2024 phổ biến cao hơn 10-30%, trong đó Bắc Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 12 năm 2024, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ từ 15-30mm, các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến từ 50-100mm, Quảng Bình, Quảng Trị 100-200mm, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa 250-500mm, có nơi cao hơn, Ninh Thuận, Bình Thuận 30-80mm. Tháng 1 năm 2025, tổng lượng mưa ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-50mm, Hà Tĩnh có nơi trên 100mm, Trung và Nam Trung Bộ từ 50-150mm. So với các năm trước, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 11 năm 2024 cao hơn từ 5-20%. Tháng 12, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến từ 30-50mm, một số nơi ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ 50-80mm có nơi cao hơn. Tháng 1 năm 2025, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên phổ biến từ 10-20mm. Trong đó, Lâm Đồng có nơi trên 30mm, Nam Bộ từ 15-30mm.